Hello, xin chào tất cả anh em nha. Nhìn kho báu hồ ly thẻ vô cực mùa mới, đúng không? Nghe nó có vẻ là rất là chất chơi nhỉ. Các bạn hãy cùng sở hữu ngay thôi. Chỉ tốn tầm 699 kim cương hoặc là 400 kim cương tùy mỗi người thôi. Anh thì đơn giản, anh chỉ tốn tầm 400 kim cương thôi mọi người ạ. Ok, đây là những cái đoạn intro rất là đẹp. Đây em ạ, cực kỳ chất luôn anh em ạ. Đó, thẻ vô cực mùa mới nhìn hấp dẫn chưa? Phê bá cháy và chét. Wow, ok, và đến phần mua thôi anh em. Hai bạn này nhìn có vẻ là xinh trai nha. Thôi mình đi mua đây. Mua nha. Rồi, thẻ vô cực nó có hai cái, là một á là mở khóa đặc biệt, còn hai là thẻ vô cực bình thường. Thì đối với mình thì nó cũng đơn giản thôi. Gì đây? Mở để nhận quà gói tế cáo. Tế cáo à, cáo tế à. Ừ, để mình coi thử là cái gói cáo tế nó như thế nào nè mà. Đây, đằng nào thì cũng đã nhận à. Ở đây thì cũng đã nhận, cũng sẽ nhận à. Chính là có việc gì phải vội nè mà. Mình cứ sở hữu nó ở đây thôi. Gì đây? Để ra coi nè. Né ra nào, đừng nào, đừng có mời nữa nào, bình tĩnh nào. Mấy bạn này cứ vội vàng quá à. Mời gì mà vội, ai cho mời? Ta đi mua thẻ vô cực để mà cứ mời mời mời. Mua thẻ bình thường thôi nha anh em không cần phải mua thẻ mà 699 kim cương đâu, nó cũng chả có gì đâu. Mua này anh em ạ. Đó, đỡ được bao nhiêu ta? 299 kim cương tương đương cả 50.000 anh em ạ. Đấy, anh em cứ bình tĩnh mua này thôi, rồi mở khóa thôi anh em. Thế là mình đã mở khóa xong rồi. Ok, rồi sẽ đi đến cái nhiệm vụ kho báu của ngày hôm nay luôn. Đi vòng vo từ nãy giờ. Rồi, kho báu ngày hôm nay. Đây, nó có cái biển chỉ dẫn luôn anh em ạ. Đó, anh em thấy không? Biển chỉ dẫn luôn, ở cái chỗ nào mà có cái khúc cua, khúc cong như thế này là sẽ có kho báu. Đó, và xác định luôn cái khúc cua chỗ này là nằm ngay đây, ngay chỗ gần doanh trại này, anh em thấy không? Thấy chưa? Thấy có cái viễn cua này giống y chốc doanh trại này đó. Rồi ok. Anh em thấy không? Đây, doanh trại gần y chốc. Rồi mình sẽ vào và mình đi lấy cái kho báu nhiệm vụ ngày hôm nay thôi. Rất là đơn giản thôi anh em. Tích lũy nè. Ok. Không có gì to tát cả. Để làm nhiệm vụ thôi anh em. Đây, kho báu hồ ly, thẻ vô cực kho báu hồ ly phai bát đồ đẹp lắm nè anh em, thấy không? Khi mà anh em nhận được làm nhiệm vụ này á, sẽ nhận được cái gì? Mở ra ngẫu nhiên sẽ được bộ đồ này, hồ ly nam, hồ ly nữ nè, ván lướt nè, và đặc biệt đó là có cái điểm điểm thẻ vô cực nữa nha, điểm gọi là điểm phai bát á, elite bát á anh em, phai bát á. Rồi ok, mình sẽ làm thôi, nhanh chóng anh em ạ. Đỡ mất công vòng vo tam quốc. Đi thôi anh em. Từ nãy giờ thì nó tới nó lui thì cũng nó dài dòng quá rồi. Mình phải tranh thủ thôi. Anh em vào thì tốn có 400 kim cương này để mở thẻ phai bát nha. Thẻ vô cực mùa mới này thì rất là đẹp. Đặt trước thì được cái ba lô rất là xấu. Nên là anh em nào đất đặt trước thì cũng được, còn không thích thì thôi, tùy. Nói chung là không quan trọng cái vấn đề đó, quan trọng là anh em mình đi đi vào game rồi mình chơi với nhau vui vẻ. Và đặc biệt là trong cái tháng này, từ 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 á, thì anh em sẽ làm nhiệm vụ được cái thẻ vô cực đó, cái nhiệm vụ mà hồ ly đấy. Nhiệm vụ này á, thì anh xem em sẽ có tổng cộng là 30 ngày, vị chi là anh em được thêm 30 điểm hoặc là 60 điểm thẻ vô cực nữa. Thì 60 điểm thẻ vô cực nó cũng rất là quý báu, nên là anh em cố gắng ngày nào cũng vào để làm cái nhiệm vụ này nha. Rồi mình có cái đường bay, nó có hộ cho mình, có độ cho mình không nữa anh em. Hồi nãy là mình thấy có cái khúc cua là đường cong uốn éo nằm ngay đây nè anh em. Đó, anh em thấy không? Anh em nhìn vô nó có cái hướng dẫn đàng hoàng nha. Rồi hôm nay là vì lý do là kỹ thuật cho nên là làm trễ thôi, ngày mai mình sẽ ra video sớm lúc 6 giờ sáng cho anh em nha. Để hôm nay đầu tuần á, công việc nhiều quá nên là không có ra với cái video mà để săn cái thẻ Fastpass này được. Rồi bắt đầu thôi anh em, nhanh thôi.
Đường bay nó sẽ ngay cái dấu chấm, tại vì cái có hướng dẫn mà. Rồi mình sẽ nhảy thôi. Đấy. Rồi mình sẽ bay tới đây rồi mình sẽ làm nhiệm vụ cho anh em xem thôi. Nói chung là cũng lần đầu mình cũng trải nghiệm thử cái này nó như thế nào anh em ạ. Không biết là nó có cái gì, nhiều khi nó bị bung anh em ạ. Nhiều khi mình mở ra mà nó được như 1.000 kim cương thì sao? Mình đâu biết được điều đó, biết đâu bất ngờ anh em. Đó. Ôi, có những thanh niên giết người bằng tay không anh em ạ? Ghê vậy. Bạn này bữa nay bắn ghê quá anh em ạ. Ây da. Rồi. Mới vừa xuống cái chỗ ngay đứng ngay chỗ này luôn anh em thấy không? Đứng ngay chỗ này luôn. Đó là có cái chữ triệu hồi liền. Đấy, đi theo con hồ ly. Hồ ly dễ thương quá à. Hồ ly ơi, tớ yêu cậu lắm. Tớ cũng tớ yêu cậu lắm á. Cảm ơn hồ ly nha, xin chào hồ ly. Hồ ly đang đi đâu vậy? Cho tớ đi với nha. Wow, đẹp quá. Tìm kiếm nha, mình sẽ bắt đầu tìm kiếm nha anh em. Khi đến đây anh em sẽ nhấn ô tìm kiếm nha. Rồi bắt đầu mình tìm kiếm nè. Wow, cái gì đây? Wow, nhìn thấy nó mà ghê quá anh em ạ. Ghê quá, ghê quá. Cũng đẹp, cũng khá là chất chơi đó anh em. Đó, anh em thấy khá là chất chơi anh em ạ. Chất chơi con người dơi đó anh em. Anh em thấy đẹp không? Rồi mình sẽ tặng một đóa hoa thôi. Rồi ngồi đây đi. Rồi ok, đẹp đó anh em. Cũng khá là đẹp anh em ạ. Rồi anh em vào đây, rồi lấy thôi. Rồi xong. Đơn giản thôi anh em. Rồi thế là mình đã có được cái hộp cáo huyền thoại rồi. Anh em thấy không? À, hộp cáo huyền thoại bằng cách theo đuôi con cáo. À, bạn có tò mò về thứ này bên trong không? Có chứ, mình rất là tò mò. Rồi mình đã lấy được rồi thì làm gì nữa mọi người? Đi ra thôi. Rồi, anh em nhớ nha, hàng ngày thì anh em vào game để lấy cái hộp cáo này nè, trong hộp cáo này có rất là nhiều đồ bí ẩn anh em để phải khám phá thôi. Bắn cái gì mà bắn? Bắn tôi cái gì mà bắn? Bắn tôi hả? Tôi cũng tới cho bạn giết tôi chết nè. Đấm không chết anh em ạ. Buồn hết sức. Này à, giết mình chết đi bạn. Đúng rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đấm mình không chết anh em ạ. Rồi đây, đó là cái hộp cáo huyền thoại nhé mọi người. Ok, mình sẽ mở xác nhận đây. Rồi đi ra. Ra mình sẽ coi thử là nó như thế nào anh em ạ. Mở luôn anh em ạ. Vô tủ đồ mình mở luôn. Đây, anh em mở ra thêm như thế nào nha. What the man. Ok, mình nhận được một cái nón, một cái hòm với lại một cái điểm thẻ vô cực nữa. Nói chung mình cũng rất là đẹp. Rồi, nếu mà anh em thấy hay thì và có ý nghĩa hay là nói chung qua đến đây rồi thì anh em cho mình một cái động lực nha. Động lực đó chính là gì anh em biết không? Động lực đó chính là cho mình một lượt subscribe kênh đấy và một lượt like nha. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Từ nãy đến giờ thì video nó cũng dài rồi. Thì mình cũng xin kết thúc cái video ở đây nha. Nhớ nha anh em, hàng ngày thì vào để đi tìm nha. Còn anh em nào chưa biết nó ở đâu á thì có thể lên trên game cách để kiếm, hoặc là vào trang, vào kênh của mình để xem nha. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Chúc anh em có một buổi trưa vừa ngon miệng nha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em nha. Ok, nó đẹp quá anh em ạ. Mình thấy nó đẹp quá. Rồi, ok, trang bị nó mà. Đấy. Rất là đẹp. Thế là mình đã có được cái điểm thẻ vô cực rồi đó anh em thấy không? Đó. Ok, nhận tất cả anh em ạ. Ok, chúc mừng bạn. Ok, bye bye. Bye bye.